video nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh mình với nha. Xin chào các bạn và các nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Mình thiếu rổ đựng trái cây các bạn. Hôm nay vô trong này chợ đồ cũ tiếp, đi tìm những cái đồ độc lạ nha. Đó, đang hái trái cây ở vườn thứ hai. Anh xã mình hối, anh hối đi vô trong này mình đi tìm rổ, với đi tìm mấy cái gì lạ lạ mình mua cho vui ha. Cái mẫu này $5. Đây các bạn, mẫu này của người Mexican ha. Nè, $5 cái, lấy không? Lấy đội ra vườn nè. Cái này là thích hợp nhất nha các bạn. Cái này còn hơn cái nón nữa, nó rộng vành, mình ra mình làm nó không có bị đen. $5 cho một cái mũ nha. Không dám đợi, để về để phơi nắng đi, rồi từ từ cho nó hết di trùng cái bắt đầu cái mình đội. Để lo một tí. Đây các bạn, ở bên này là người ta bán tất cả các loại đèn ngủ thời cổ xưa nhất cho đến nay nha. Nè, đèn ngủ này. Đồ cũ thì vô đây còn là những đồ đông và lạ. Nhiều lúc cái thời tiền sử không biết có ở đây không, có thời tiền sử là cái gì có mấy đồ này. Tí hồi nó chập xàm. Thời tiền sử làm gì có mấy đồ này phải không? Tiền sử chỉ có thời đồ đá. Đồ đá có phải là tiền sử không? Không phải luôn, đồ đá là sau này chứ. Tiền sử là cái thời mà ăn lông ở lỗ. Wow, có cái gì không? Mấy cái mũ rộng vành quá chừng ở đây nè. Tất cả đều là $5 hết. Khu vực ở đây là hàng giỏ sách nè các bạn. Đấy, nhìn cái giỏ đẹp chưa? Nè, đó. Cái giỏ này thì bán $25 cho cái giỏ này. Mua lại nha các bạn. Đó, nè, nó cũng hơi rách rách rồi ha. Rồi, ở trong này lâu lâu cũng có vài cái giỏ hiệu nha các bạn. Giỏ hiệu hình như người ta bán riêng á. Nhưng mà hiệu nó hơi cũ rồi. Đó, hàng giỏ thì mình đã đi qua rồi các bạn ơi. Rồi mua, từ nãy giờ mua được có cái mũ thôi. Cái mũ này đổi ngoài vườn. Dép này $12 nè, dép cao nè. Cái này cũng là hiệu luôn đó. Đó, nhìn rất là đẹp. $12 là khoảng nhiêu ta? $10 là khoảng 240.000. Xong thêm $2 nữa, $2 cho 50.000 đi ha. Đó, 200 cho 280.000 cho đôi này đó các bạn. Cũ nha, người ta đã dùng rồi đó. Nhìn cũng đẹp chán đó chứ, coi mòn gót chưa. Đó, nó như vậy nè các bạn đó. Rất nhiều. Đây có đôi giày nữa nè. Giày này bán nhiêu vậy? Mình cũng không biết nè. Giày này bao nhiêu? Ê cha, tới ngay cái chỗ địa điểm mình thích rồi các bạn. Nhìn nè, rổ gì đây? Cái gì nhỏ tí vậy? Này để đựng gì ta? Đựng gì ngộ vậy các bạn? Wow, cái rổ nhỏ tí như lòng bàn tay nè. Đây, có cái này ok ha. Này được các bạn. Rổ này hái trái cây được á. Đẹp ha. Này thấy nhìn rõ này, hái nhìn rõ này. Đó, bỏ vô. Đi chợ gì đâu thú vị quá các bạn. Cái nồi nướng thịt nè các bạn. Đây. $34, chạy $35. Cái nồi này nướng thịt vịt, nướng thịt sườn rồi cũng ngon lắm. Này ngày xưa, chứ bây giờ thì họ có cái nồi nướng không dầu. Cái này gì? Cái này nồi làm bánh mì nè các bạn. Bánh mì ổ đó. Đó. Nguyên cái nồi to đùng làm được ổ bánh mì nho nhỏ. Trước mình cũng có mua cái nồi về này làm thử các bạn. Lúc nào ra bánh mì cũng cháy hết trơn. Đây cái nồi này slow cook. Nấu rục, kho rục, cá rục, rồi thịt rục, cái gì cũng rục hết. Còn cái này nồi áp suất nè các bạn.
áp suất thời xưa này, 15 đô la cho một cái nồi. Đó. Này gì mình cũng biết, các bạn biết cái này là gì không? Này, nhiều cái rổ đẹp cực kỳ luôn mà nó hơi nhỏ. Nhỏ không biết hái gì. Này, cái này cũng nhỏ lắm. Wow, cái này dễ thương ha. Mà nhỏ quá. Cái vườn của mình thì rất nhiều trái cây. Cái rổ này cũng đẹp luôn, chắc lấy 2 cái. Một cái 4 đô. Ok, lấy 2 cái luôn. Rất là rẻ nha các bạn, đi tới chỗ khác á, một cái rổ này 20 mấy đô. Đó, chỗ mà bán nguyên đồ mới á. Rồi, còn gì nữa không ta? Wow, có cái ghế ngồi nè. Mấy cái lồng bắt con động vật nè, chó, mèo. Bây giờ mình vô lúc nào cũng sắp đóng cửa đó các bạn, cho nên rất là vắng người. Mà đồ thì cũng vơi bớt rồi. Đây, cái này là dành cho tất cả các ông ba và các bạn nam nè các bạn. Rồi dành cho tất cả các ông xã nè. Mua đồ gì mà làm mất dây điện, thiếu dây điện, thiếu tai nghe. Ồ, cái tai nghe này ok không? Ở nhà mình biết bao nhiêu cái tai nghe đó các bạn, mà không có cái tai nghe nào mình ưng ý hết chưa. Cái này có hay không? Cái tai nghe này ok không? 5 đô la cho một cái nè. Mua thử các bạn. Nhiều cái tai nghe đó là sao ha? Mình nghe rất là hay. Mà dạo này mình đi ra tiệm Best Buy, tiệm mà bán đồ điện đó các bạn, mình mua biết bao nhiêu cái tai nghe rồi mà không có tai nghe nào nghe nó trong hết trơn. Giờ mua thử cái này có 5 đô la. Thử đi, để hỏi anh xã mình có mua được không. Mình mua. Rồi tất cả các loại dây điện. Có cái máy bấm game này các bạn. Cái này chơi game gì vậy các bạn? Game gì thời xưa nè. Nhìn nhớ lại ngày xưa không các bạn ơi. Đó. Rồi có nhiều thứ nữa. Vô đây tha hồ mà quay bàn phím nè các bạn. Bạn nào thích về máy tính đồ cũ vô đây, 5 đô la cho một cái bàn phím. Đây, cái bàn phím này bao nhiêu? Này. Cái bàn phím này đẹp ghê ha. Này, ta xài còn ok ha. Đó. Cái này thì 6 đô la cho một cái, rất là rẻ luôn. 6 đô la khoảng nhiều ha. Khoảng 140 ngàn, 150 ngàn tiền Việt Nam cho cái bàn phím. Rất nhiều bàn phím. Ở dưới là đèn pin. Đèn pin để soi đêm tối. Rồi. Ở bên này thì tất cả những loại đồ điện còn mới. Đây. Ở Mỹ thì hồi trước giờ mình thấy nhà ai cũng có cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức để gọi cho mình dậy. Đây là các cái cục để xài wifi nè các bạn, xài mạng ha. Chỗ kia có cái đồng hồ, không biết có cổ không nè các bạn. Nhìn có phải cổ xưa không? Sao mình khoái nhìn những cái đồ cổ, đồ xưa các bạn. Đó, nhìn cái kia là nay nè, còn cái này là hơi xưa nè. Ở trong những cái số ở trong này nè các bạn. Nó bằng đồng hết nha. Mua được 2 cái rổ. Đây các bạn, cái này có phải là các bạn DJ, các bạn mà dặn nhạc, chỉnh nhạc á, phải đây không? Nè, người ta bán 50 đô la cho cái này, bạn nào thích ghé vô đây mua nè. Đó, cái này có phải chỉnh nhạc không biết. Mình mà rành, cái hiệu này là cái hiệu của cái máy mà thu ASMR của mình nè các bạn. Cái máy mà khuếch đại âm thanh lên để nghe âm thanh nó thức ăn cho nó rõ, nó kêu rộp rộp á. Đó, cái hiệu của máy đó. Wow, 50 đô nè. Bạn nào thích thì ghé tới mua. Còn cái này, tất cả các dàn loa nè. Còn cái này cái máy đời xưa nè các bạn. Nhiều thứ quá, mình nhìn mình thích thú ghê các bạn. Còn cái này gì ta? Cái này cái gì giống như cái đèn chiếu à. Mền mùng màng gì người ta cũng bán ở đây nữa nè.
đó, những cái máy đồ cũ nè, các bạn nào thích siêu tầm đồ cũ mà xài được được, hình như ở đây là người ta cho mua về thử trong vòng 7 ngày, nếu mình không thích thì mình trả lại. Tất cả những máy hút bụi này rất rẻ luôn. Cái máy này có 15 đô la cho một cái, 15 đô la khoảng nhiều, 10 đô là 230 ngàn, các bạn nhân lên giúp mình. Rồi từ nãy giờ mua có hai cái rổ thôi. Đây, mũ Mickey Mouse, mũ chạy đua xe đạp. Oh, cái này mình cần nè các bạn. Đây, đây, cái này là mình cần nè, để mình trải mình tập yoga. Còn mới nha các bạn, còn mới tanh luôn. Mình sẽ mua 3 cái à, tại vì cho con mình tập nữa. Đây, những cái hiệu mà đồ mới thì ở trong này sẽ bán là hiệu màu vàng, chưa có ai xài tới, 10 đô la cho cái. Mua ủng hộ Goodwill. Goodwill là các bạn biết nơi này là người ta bán đồ cũ để người ta lấy tiền, người ta làm từ thiện nha các bạn. Cho nên á, mình mua được cái gì thì cứ mua ủng hộ. Mình thích màu hồng hơn. Từ đây sắp tới cô Vinh sẽ ốm nha. Đó, mua được chừng này nè các bạn, người ta hối đi ra đi ra, để người ta đóng cửa. Đây là tất cả các đèn cầy nến thơm nè, rồi trên này là quà lưu niệm nè các bạn. Bạn nào thích cái nào, thích cái nào mua tặng cái đó. Tặng người yêu các bạn. Rất là nhiều thứ. Wow, có con cá màu xanh. Nhìn con chó này Vi, nhìn chó đẹp chứ. Rất nhiều đồ các bạn, quay hoài cũng. Đây các bạn, anh xã mình, anh đẩy xe ra rồi, người ta hối quá. Ở đây mình tới mình xem mấy cái khung làm bánh. Dạo này mình lo trồng vườn á các bạn, không có giờ để làm bánh luôn. Đó, người ta nói 9 giờ người ta phải đóng cửa. Các bạn đi ra ngoài thôi, người ta hối. Đây là kệ bán hạt giống của tiệm đồ cũ nè các bạn. Những cái tiệm mà người ta bán hạt giống á, xong người ta bán giống như là hết mùa rồi, người ta cho vô đây nè. Bán rất rẻ luôn. Rất nhiều xà lách. Đó, đủ loại chưa. Tạm biệt nha. Bye. Đi tới mua hai cái rổ với mua mấy cái dụng cụ tập yoga. Về sẽ tập yoga nha các bạn. Cái này còn mới nguyên. Rồi, mình sẽ về tập thể dục. Để bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở đây. Các bạn xem video của mình, để mà các bạn cảm thấy yêu thích cái chợ cũ này, thì bữa nào mình đi tới cái ngày nào có nhiều đồ mình quay cho các bạn xem nha. Thì bây giờ mình xin tạm biệt các bạn và các nhỏ nha. Tạm biệt các bạn.